Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 116. Chương 1151, Ngươi Lừa Ta À? Quận thủ ngồi trong văn tinh các, bên ngoài bỗng nhiên phát sinh xung đột nhưng trong nháy mắt, đại đội quan binh đã chạy tới, bắt được hai tên trộm hôn mê bất tỉnh. Dạ Kinh Đường từ đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, không có dừng lại, theo Ngọc Hổ đi giữa quần thể kiến trúc thăng trầm trở về Phủ Quốc Công. Màn đêm vừa buông xuống, Phủ Quốc Công vẫn sáng đèn, nghỉ chân trong khách viện vẫn chưa nhìn thấy tung tích Phạm cô nương, Thủy Nhi cũng không ở trong phòng. Dạ Kinh Đường bước vào trong viện, cất chiếc ô giấy dâu dưới mái hiên, thấy xe trong nhà không còn nữa mới nói, Thái Hậu vừa rồi hẳn là. Khoan khoan khoan, nữ hiệp dừng bước, chưa kịp hết câu đã có một lực kéo từ phía sau. Sau khi nữ đế đáp xuống dưới mái hiên, nàng giống như nương tử bề ngoài tức giận nhưng không dễ bộc phát, đôi mắt dịu dàng trở nên lạnh lùng. Giơ tay nắm lấy thắt lưng của Dạ Kinh Đường kéo hắn vào trong phòng, dùng chân đóng cửa lại, sau đó dùng sức ấn một cái. Rầm, sang sảng, Dạ Kinh Đường bị ép vào cửa phòng, trước mắt hắn lóe lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo, ly long đao liên chĩa đến trước mặt. Hắn vội vàng giơ tay lên, đừng đừng đừng, có chuyện gì từ từ nói. Nữ đế tay phải cầm đao, tay trái ấn vào ngực, ánh mắt rất không thiện ý, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi và nữ nhân giang hồ kia có quan hệ gì? Dạ Kinh Đường cảm giác khẩu khí này giống như phu nhân ghen tuông, hơi giơ tay lên, ý bảo bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, quen biết sơ sơ, đã gặp qua vài lần. Nữ đế thoáng nâng ly long đao lên, trầm giọng nói, ngươi còn dám ngụy biện. Có người võ nghệ kinh người như vậy, một mình vượt mặt cả đại ngụy, những người khác đều là lão đầu tử, duy chỉ có Bình Thiên giáo chủ chưa bao giờ để lộ diện mạo thật. Ngươi đừng nói ngươi là Bát Khôi Đệ Tam còn không đoán được nàng là ai. Dạ Kinh Đường biết Bình Thiên giáo chủ ra tay, Ngọc Hổ có thể nhìn ra manh mối, hắn bình tĩnh nói, ta đánh không lại nàng, đoán được thì có thể làm gì nàng. Nữ đế biết Dạ Kinh Đường không thể làm gì Bình Thiên giáo chủ, chỉ tò mò quan hệ hai người, lại hỏi, nàng cũng là hồng nhan tri kỷ ngươi quen biết trên giang hồ. Lần này Dạ Kinh Đường thật sự vô tội, làm sao có thể là hồng nhan tri kỷ. Lần trước ta tới Hoàng Minh Sơn tìm Tưởng Chát Hổ đòi kim lân đồ, ta bị Tả Hiền Vương dẫn người vây quanh. Đúng lúc đi ngang qua trợ giúp đánh lui Tả Hiền Vương, ta tiếp xúc với nàng một hai lần thế thôi. Nữ đế hơi gật đầu, suy nghĩ một chút mới nói, nàng ra tay tương trợ, vậy nàng có ơn với ngươi, ngươi chuẩn bị báo ân như thế nào? Giúp nàng khôi phục tiền triều hay là chuẩn bị lấy thân tương hứa? Dạ Kinh Đường lắc đầu nói, sao có thể được? Ta là Vũ An Công do thiên tử đích thân sắc phong, ta cũng là một đứa con rơi của Vương Đình Tây Bắc. Đã được tất cả các chư bộ Tây Hải vạn ứng, thay Bình Thiên giáo khôi phục tiền triều thì được gì? Sau đó cho ta cái chức quốc công hay phong vương khác họ à? Nữ đế phá lệ phong thưởng cho Dạ Kinh Đường chính là sợ hắn thấy cô đơn, chạy về các chư bộ Tây Hải trở thành hoàng đế một phương. Dạ Kinh Đường ngay cả Thiên Lang Vương có binh có đất cũng không muốn, tất nhiên không thể để ý đến vùng đất nhỏ bé của Nam Tiêu Sơn kia. Vì vậy nữ đế lại hỏi, vậy chính là ngươi coi trọng nàng, muốn lấy thân tương hứa. Dạ Kinh Đường cũng bất đắc dĩ, nàng vẫn đeo mặt nạ, ta cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của nàng, ta có thể thích ai. Dù nàng có xinh đẹp đến đâu, liệu nàng có đẹp bằng cô không? Hoặc nàng có địa vị cao hơn cô à? Nữ đế sửng sốt, thấy Dạ Kinh Đường dám trêu chọc nàng, kề sát hơn vài phần, môi dán vào vành tai, đao kề cổ cũng không sợ, ngươi cho rằng ta đang liếc mắt đưa tình với ngươi sao? Vạt áo vốn đã rất lớn nên về cơ bản dựa như vậy đã dán cả ngực vào. Dạ Kinh Đường bị đè trên cửa, hơi giơ tay lên, không có. Ta và nàng thật sự không có quan hệ gì, chỉ kết giao với nhau, ta cũng nảy ra ý định chiêu mộ Bình Thiên giáo. Tuy ta không quan tâm đến công danh lợi lộc nhưng cũng không muốn nhìn thiên hạ đại loạn chiến tranh. Làm phó chỉ huy sứ Hắc Nha thu phục kỳ nhân giang hồ cho triều đình dùng sử dụng cũng là bổn phận của ta. Dạ Kinh Đường đang nói sự thật, Ngưng Nhi và Tiểu Vân Ly đều là người của Bình Thiên giáo, hắn không có khả năng nhìn hai cô nương sớm chiều ở chung. Đi theo Bình Thiên giáo chủ tìm đường chết, vì thế sau khi trở thành đệ nhất giang hồ chân sơn, nhiệm vụ đầu tiên của hắn chắc chắn là giải quyết chuyện này. Mà cách thức giải quyết chỉ có thể là chiêu an,
Dù sao hắn cũng không thể diệt trừ Tiết Bạch Cẩm. Nữ đế được Dạ Kinh Đường liều mạng cứu, cũng biết rõ nửa năm nay, Dạ Kinh Đường lập được bao nhiêu công lao, đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Đáy lòng cũng không có ý hoài nghi, chỉ hiếu kỳ sao Dạ Kinh Đường lại thông đồng với giáo chủ Bình Thiên Giáo. Chương 1152, sao? Nghe Dạ Kinh Đường giải thích xong, nữ đế thấy độ tin cậy khá cao nên cũng không đào sâu thêm nữa, nàng búng tay một cái cha đao vào vỏ, xoay người đi tới bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Điều kiện lớn nhất triều đình có thể đáp ứng là Trấn Nam Hầu, Tiết Bạch Cẩm thân là bá chủ giang hồ Chân Sơn, chướng mắt cái phong hào này, cắm rễ ở Nam Tiêu Sơn dễ thủ khó công. Mà triều đình cũng không dễ đụng vào, muốn nàng phục tùng cũng khó, có cơ hội tốt nhất là bắt được nàng, đến lúc đó ta sẽ cầu xin thánh thượng không trị tội của nàng, phong thưởng cũng có thể cho nàng. Dạ Kinh Đường thấy Ngọc Hổ khôi phục trạng thái bình thường, thầm thở phào nhẹ nhõm, ta trái lại cũng muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết là đánh được, bây giờ đi bắt người, ta chưa kịp trở tay đã bị bắt về Nam Tiêu Sơn làm tù binh. Nữ đế biết Dạ Kinh Đường hiện tại khó có thể hoàn thành chuyện này, cho nên cũng không có ý đồ làm hắn khó xử, dù sao triều đình cũng không chỉ có một cao thủ như Dạ Kinh Đường. Nàng giơ tay rót một ly nước, thuận miệng nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ngươi vẫn còn nợ ta một bài thơ, nhớ gửi nó cho ta. Dạ Kinh Đường còn muốn đi xem Ngưng Nhi có ở đây hay không, lúc này cũng không nói thêm gì, tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Bộp bộp, bước chân dần dần đi xa. Nữ đế bưng chén trà, lấy nắp chén nhẹ nhàng vuốt mép chén, cho đến khi tiếng bước chân biến mất, động tác mới hơi dừng lại, sắc mặt khôi phục thần quang nội liễm ngồi trên kim loan điện. Bộp, chén trà buông xuống, nữ đế đứng dậy đi vào trong phòng, mở hành lý tùy thân ra. Trong dương ngoài quần ngắn, yếm hoa và nội y ra, phía dưới còn đặt ba cái hộp dài, bên trong chứa một đao một kiếm và hai chiếc chùy, mã thương quá dài vẫn chưa mang theo. Nữ đế mở hộp gỗ ra, cầm lấy đao kiếm dò xét vài lần, thoáng cân nhắc, cuối cùng vẫn cầm lấy hai thanh chùy ám kim nặng ra. Giản bách luyện thực tâm là một loại vũ khí chính khí trong binh công, không phải người cương chính liệt tiết khó có thể sử dụng được. Hai chiếc chùy kỳ lân này được đúc bằng thiên thiết dâng cho Yến Thái Tổ tiền triều, được coi là khí của Trấn Quốc. Đáng tiếc con cháu cuối cùng của Yến Cung Đế vẫn chưa nhớ kỹ lời dạy của Tổ Tông, vừa không cương chính càng chẳng nói đến liệt tiết, chùy này cũng rơi vào tay nữ đế. Nữ đế quan sát vài lần, đóng hòm gỗ lại, ngồi xuống trước giường dùng khăn tay chậm rãi lau chùi. Mưa đêm ngoài cửa sổ cũng dần dần lớn lên, màn mưa rơi tí tách. Trong con hẻm bên ngoài Nguyên Thanh Tiêu Cục, một chiếc ô giấy dầu màu xanh lặng lẽ đến, dừng bên ngoài tường trắng. Lạc Ngưng đứng dưới chiếc ô, nhìn lên bức tường cao, nàng vừa mới gội đầu tắm rửa cẩn thận nên đôi má mát lạnh mịn màng như trẻ con. Đôi môi đỏ mọng không tươi tắn nhưng rất mềm mại, y phục xanh lam dài cũng cực kỳ vừa vặn, rõ ràng là đã tính toán kỹ lưỡng. Chiều nay Lạc Ngưng đã đến Giang Châu Thành, biết Nguyên Thanh Tiêu Cục ở nơi nào vốn chuẩn bị trực tiếp tới đây. Kết quả không ngờ lúc đang tắm lại phát hiện tiểu tặc đi đâu cũng không yên tĩnh, lại chạy tới nhạn đường đánh nhau. Bạch Cẩm lộ diện, bởi vì xung quanh có rất nhiều người, Lạc Ngưng cũng không tiện chạy tới, chờ Bạch Cẩm trở về, nàng mới một mình đi ra ngoài chạy đến nơi này. Lúc này nàng nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe ra âm thanh nhỏ nhẹ từ phía sau bức tường trắng truyền đến, tiểu thư, mưa to như vậy, cô còn chạy ra ngoài. Nghe nói bên kia nhạn đường có người đánh nhau, ta đi qua xem một chút. Âm thanh từ xa truyền đến, chẳng mấy chốc đã đến cửa sau trong ngõ. Ánh mắt Lạc Ngưng hơi lạnh, bày ra bộ dáng sư nương nghiêm túc đảo mắt nhìn về phía cửa phụ, an tĩnh chờ đợi. Kẽo kẹt. Rất nhanh, cửa phụ mở ra, Tiểu Vân Ly từ bên trong chui ra, mặc váy lụa mềm làm tiểu thư khuê các, trong tay cầm ô hoa. Quay đầu định chạy ra đường, nhưng mới chạy ra hai bước lại dừng chân một chút, biểu cảm hơi cứng đờ. Tiểu thư, ô, sao? Bình Nhi theo sát phía sau chạy ra, phát hiện thanh y mỹ nhân đứng trong ngõ nhỏ. Hơi sừng sốt một chút sau đó vội vàng thu ô lại, lui về dưới mái hiên cửa sau, mở miệng nói, phu nhân, sao người lại trở về? Tiểu thư khăng khăng phải chạy ra ngoài, ta đành đưa nàng đến. Trích Vân Ly thấy Bình Nhi bán chủ cầu vinh, sắc mặt tối sâm, vội vàng ngoảnh đầu lại, nói lung tung gì vậy? Ta chỉ đi dạo xung quanh thôi. Lạc Ngưng duy trì khí chất trong trẻo lạnh lùng, câm ô đến trước mặt Vân Ly, nhíu mày hỏi, buổi tối mưa to còn chạy ra ngoài làm gì? Sách hôm nay đã chép xong chưa? Trích Vân Ly nhìn thấy sư nương trong lòng vẫn rất cao hứng,
nhưng lúc này hoàn toàn kích động không nổi, gượng gạo cười đáp, con chép một nửa, ngồi hơi mỏi người nên muốn đi xung quanh. Ừ. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1153, ngươi làm hỏng giường rồi sao? Lạc Ngưng cũng không hỏi nhiều, tiến gần cẩn thận quan sát mới giật mình phát hiện dáng vẻ Vân Ly trưởng thành rất nhanh. Hồi đầu năm rời Nam Tiêu Sơn, Vân Ly mới đến cằm nàng, ngực cũng nhỏ như quả trứng. Hiện giờ người đứng ở trước mặt sắp cao gần bằng nàng, bộ ngực nở nang nâng đỡ cơ thể đầy đặn, trên môi còn có chút son. Nhìn thấy son đỏ trên môi Vân Ly giống Tam Nương, Lạc Ngưng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lấy tay nâng cằm lên, ai dạy con điểm son đỏ như vậy? Ta cũng chẳng dám vẽ đẹp như vậy, con mới có mấy tuổi. Trích Vân Ly trốn cũng không dám trốn, vội vàng cười hì hì giải thích, bà chủ cửa tiệm nói con hợp với cái này, thật sự con cũng không thích. Không thích con còn dùng, mua xong không dùng sợ lãng phí sao? Có lẽ là nghe được động tĩnh bên ngoài, Tam Nương ở trong phòng chờ kinh đường trở về, theo giọng nói đi ra. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Ngưng Nhi đang giáo huấn Vân Ly, Tam Nương đầy vẻ ngoài ý muốn, bước nhanh đến trước mặt kéo Vân Ly ra sau lưng, tức giận nói, ngươi có chuyện gì vậy? Cô nương 16-17 tuổi, ăn mặc hợp tình hợp lý, ngươi dạy dỗ nó làm gì? Lạc Ngưng nhìn Vân Ly từ tiểu hài tử 4-5 tuổi xấu xa trưởng thành như bây giờ, vẫn coi Vân Ly như một đứa trẻ, tính cách điềm đạm. Khẳng định hy vọng Vân Ly lớn lên cũng biến thành mỹ nhân cao lãnh như nàng hoặc Bạch Cẩm, kém nhất cũng phải ngoại lãnh nội mị như Thủy Nhi. Kết quả hay rồi, mới rời đi chưa được bao lâu, Vân Ly trực tiếp chuyển phe sang tiểu hồ ly tinh, chỉ có chút son phấn này, tiểu tặc nhìn thấy còn không gặm một ngụm. Nhưng mà Tam Nương vừa nói, Lạc Ngưng cũng cảm thấy mình quả thật áp bức quá chặt, lập tức thu liễm lại biểu cảm lạnh như băng, ôn nhu nói. Con tuổi còn nhỏ, cho dù mua y phục cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi, vẽ diễm lệ như vậy, con soi gương không cảm thấy ngượng ngùng sao? Tam Nương cũng không cảm thấy Vân Ly sẽ ngượng ngùng, lần trước ở ngõ Song Quế nàng làm nũng kinh đường, khẩu khí u u oán oán kia khiến nàng nghe như gặp đại địch. Loại chuyện này, nói Vân Ly đến mông nở hoa thì Tam Nương cũng không tiện nhiều lời, liên đổi đề tài, vào trong rồi nói. Ngoài trạm mưa lớn, Trích Vân Ly như chút được gánh nặng, vội vàng chạy vào trong phòng, sư nương mau vào đi, con đi chép sách đây. Lạc Ngưng thấy bộ dáng Vân Ly chạy trối chết, trong lòng khẽ lắc đầu, che ô trên đỉnh đầu Tam Nương tới trước cửa, hỏi, dạ kinh đường gần đây thế nào, vết thương trên người có ổn không? Bùi Tương Quân đợi Vân Ly rời đi, dáng vẻ của chính thất lại hiện ra, hai tay chống bên hông tiến lên phía trước, đã ổn rồi, hiện tại hẳn đang ở phủ quốc công, ngươi che ô như vậy sao? Lạc Ngưng thấy Tam Nương coi nàng là nha hoàn mà sai bảo, tự giác thu ô về, hừ nhẹ, để ngươi và dạ kinh đường ở một mình lâu như vậy, ngươi hẳn là có chút cảm kích. Mấy ngày nay ngươi ở Giang Châu Thành chuyên tâm lo chuyện làm ăn buôn bán, buổi tối không có việc gì đừng đến quấy rầy chúng ta. Bùi Tương Quân núp dưới chiếc ô, nghe vậy tự nhiên thấy khó chịu, ngươi có ý gì? Ngươi cho rằng dạo này ta sống thoải mái lắm à? Từ khi đến Lương Châu, kinh đường hoặc là bị thương hoặc là không thể gặp ta, mấy tháng qua ta mới thân thiết mấy lần. Lạc Ngưng thấy Tam Nương nói rõ ràng, cũng không ẩn ý nữa, nghiêm túc nói, ta ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Ngay cả mặt cũng không được nhìn thấy, khó khăn lắm mới trở về vài ngày, ngươi không thể nhường nhịn một chút sao? Bùi Tương Quân hừ nhẹ một tiếng, ta ngược lại có thể làm được, chỉ sợ ngươi khóc đến không chịu nổi, nửa đêm lại chạy tới xin ta giúp đỡ. Nuôi kinh đường nửa tháng, hiện tại chính là long tinh hổ mãnh, hôm qua còn chặt đứt ván giường. Hụ, lời nói đột ngột dừng lại. Lạc Ngưng đầy vẻ bất ngờ, tiến đến trước mặt Tam Nương, ngươi đều làm hỏng giường rồi sao? Bùi Tương Quân ánh mắt cổ quái, muốn nói cái gì đó lại không dễ mở miệng, mới nói hàm hồ, gần như thế. Lạc Ngưng chớp chớp mắt, cảm thấy trong lời nói có hàm ý, ngẫm lại cũng không hỏi kỹ đã tiến vào tiêu cục. Buổi sáng Phạm Thanh Hòa lại bị sờ soạng, sau khi sửa xong giường thì lén lút chạy đi. Phòng vốn là chỗ ở của Tuyền Cơ chân nhân, sau khi thay ca với dạ kinh đường xong, Tuyền Cơ chân nhân sẽ trở về nơi này nghỉ ngơi. Đêm qua quá mệt mỏi, Tuyền Cơ chân nhân đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Nằm trong phòng cân nhắc xem trời chập tối có nên đến chỗ Thái Hậu trốn tránh hay không thì nghe được lời nói bên ngoài truyền đến, mưa to còn chạy ra ngoài. Mới chép một nửa, Tuyền Cơ chân nhân nhất thời hoàn hồn, đáy mắt vô cùng luống cuống,
đứng dậy khỏi giường cầm lấy hợp hoan kiếm, nhìn bộ dáng như muốn thầm lặng trốn thoát. Nhưng vừa mới mang giày lên, Tuyên Cơ chân nhân lại ngồi xuống, cảm thấy như vậy cũng không được. Chương 1154, làm gì có cô nương nào mà hắn không sinh tà niệm. Trong lòng Tuyên Cơ chân nhân vẫn coi Ngưng Nhi là muội muội, nàng dám yêu dám hận, cũng dám làm dám chịu, thích Dạ Kinh Đường. Cũng tiếp nhận Dạ Kinh Đường, coi như đang giấu giếm, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị bại lộ, thời gian càng lâu càng không dễ giải thích với Ngưng Nhi. Để Dạ Kinh Đường giải thích, nàng trốn phía sau chờ tin tức hiển nhiên không phù hợp với tác phong làm việc của nàng, cho dù giải thích rõ ràng, nàng xuất hiện gặp mặt Ngưng Nhi cũng cảm thấy khó xử. Tuyền Cơ chân nhân suy ngẫm một chút, cảm thấy sự việc cũng đã xảy ra, đau dài không bằng đau ngắn. Vẫn nên gặp mặt nói cho rõ thì tốt hơn, tránh kéo dài vài ngày mới mở miệng, điều này sẽ để lại cho Ngưng Nhi nút thắt trong lòng. Nhớ tới đây, Tuyên Cơ chân nhân lại thả kiếm xuống, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, kìm nén tạp niệm trong lòng, đứng dậy ra trước cửa sổ. Dạ Kinh Đường không có ở đây, hắn ở phủ quốc công, vừa rồi hình như còn đang bắt trộm ở nhạn đường, đoán chừng sự tình khá rắc rối. Lạc Ngưng và Tam Nương đi qua con hẻm vào trong khách viện, ngang qua một mảnh sân, đảo mắt phát hiện trong viện sáng đèn, Tuyên Cơ chân nhân vận bạch y trắng như tuyết đứng ở cửa sổ. Sau khi nhìn thấy nàng, ánh mắt Tuyên Cơ chân nhân không biết vì sao có chút né tránh, xoay người biến mất trong phòng không thấy bóng dáng. Lạc Ngưng dừng lại, đáy mắt hơi mờ mịt, hỏi chuyện, Thủy Nhi sao vậy? Bùi Tương Quân cũng không tiện nhiều lời, hơi nhún vai đi về phía phòng mình, không rõ lắm, ngươi đi xem. Lạc Ngưng thấy vậy đưa ô cho Tam Nương, bước nhanh vào chính phòng của viện. Chính phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có phòng sau còn đèn sáng. Tuyên Cơ chân nhân mặc bạch y như mây như sương, ngồi nghiêng trên giường, gương mặt không còn vẻ bất cần đời giống lúc trước nữa, chỉ khẽ cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn còn có chút mất hồn mất vía. Thủy Nhi, Lạc Ngưng chính là cố hữu của Thủy Nhi, năm đó cùng nhau tắm sông mà trưởng thành, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy Thủy Nhi thê lương như thế. Vội vàng đi tới trước mặt đỡ lấy bả vai Tuyền Cơ chân nhân, nghiêng đầu nhìn vào má nàng, ngươi làm sao vậy? Đáy mắt Tuyền Cơ chân nhân xấu hổ xen lẫn thương cảm, nhìn Lạc Ngưng một cái lại cúi đầu, à, ai, không nhắc đến cũng được. Lạc Ngưng cũng không ngốc, nhìn bộ dáng này, nàng lập tức biết Thủy Nhi bị khi dễ khó có thể mở miệng, mà trên đời này nam nhân có thể khi dễ Thủy Thủy hình như không có mấy người. Nàng mím môi, xoay má Thủy Nhi lại, nghiêm túc nói, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, nếu bị người ta khi dễ, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Tuyền Cơ chân nhân cắn răng bạc, quay đầu đi lần nữa, làm ra vẻ bi phẫn, kẻ khi dễ ta là Dạ Kinh Đường, ngươi cũng có thể làm chủ sao? Dù Lạc Ngưng sớm có dự liệu, sau khi được xác nhận, đáy mắt vẫn hiện ra đầy phức tạp. Sau một khoảnh khắc trầm mặc, nàng khẽ vuốt ve lưng Thủy Nhi, sao hắn lại bắt nạt ngươi? Ngươi nói với ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Ánh mắt Tuyền Cơ chân nhân chợt lóe lên, do dự một lát, vẫn nói ra tình hình thực tế, mấy ngày trước ở Kinh Thành, Bắc Lương tặng bình Dạ Bạch Đầu. Ngươi biết ta thích thưởng thức rượu ngon, lúc ấy tham chén uống nhiều một chút, Dạ Kinh Đường cũng ở đấy nên để cho hắn uống mấy chén, kết quả không ngờ ngày hôm sau tỉnh lại, hắn đã. Lạc Ngưng lắng nghe những lời này, đáy mắt chậm rãi hiện ra vẻ tức giận, hai tay nắm chặt. Tuyền Cơ chân nhân thấy vậy, nâng mí mắt lên nói, hắn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng trách hắn. Ngươi lừa ta à? Hả? Ánh mắt thê lương buồn bã của Tuyền Cơ chân nhân ngây ngốc, có chút mờ mịt. Quả dưa hấu nhỏ của Lạc Ngưng sưng lên thấy rõ, cô nhìn đạo trưởng Thủy Nhi trước mặt nói, Lục Băng Hà, chúng ta là bằng hữu nhiều năm như vậy, ngươi đạo hạnh gì ta còn không rõ sao? Mấy vò liệt nữ sầu đều không chuốc say được ngươi, ngươi uống mấy chén rượu xuống bụng, bất tỉnh nhân sự bị Dạ Kinh Đường khi dễ thế. Tuyền Cơ chân nhân ngồi thẳng lên một chút, chính là thế này, Dạ Bạch Đầu không giống, tử lực mạnh. Lạc Ngưng lạnh lùng đáp, Dạ Kinh Đường không tùy tiện uống rượu, tuy háo sắc nhưng cũng không quá phận, ngươi không thích không muốn, đánh chết hắn cũng sẽ không hủy sự trong sạch của ngươi. Lúc ta và hắn mới quen, hắn thân bị trọng thương thần trí không tỉnh táo, đều phải xác nhận trước là ta thích hắn mới chịu chạm vào ta. Bằng không nói như thế nào cũng vô dụng, ngươi nói hắn uống hai chén rượu xuống bụng, quản không được bản thân say rượu loạn tính. Tuyền Cơ chân nhân thật sự không nghĩ tới Ngưng Nhi sẽ có phản ứng như vậy, nàng chớp chớp mắt, là sự thật, hắn vẫn luôn có tà niệm với ta. Làm gì có cô nương nào mà hắn không sinh tà niệm? Ánh mắt Lạc Ngưng tức giận,
quân tử luận việc không luận tâm. Dạ Kinh Đường quan tâm nhất đến cảm thụ của nữ tử, trước kia ta mất hứng nói hắn một câu. Hắn cũng không hề mạo phạm người ta dưới tình huống cô nương không vui, bây giờ ngươi nói ta biết đi, hắn thật sự đã làm càn với ngươi trong lúc ngươi say rượu. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1155, tối nay cùng nhau trò chuyện được không? Hắn cũng uống say, hắn say rượu như thế nào ta không rõ chắc. Quay đầu lại nằm cùng lắm là ôm ngươi cọ cọ, có thể làm thì chắc chắn tỉnh, tỉnh sẽ không làm loạn. Sau khi uống rượu loạn tính chẳng qua chỉ là cái cớ, ngươi không hiểu có thể hỏi Phạm Đại Phu một chút, nam nhân uống say như bùn còn có thể hành phòng hay không? Lạc Nương thẳng lưng một chút, nghiêm túc nhìn bằng hữu trước mặt, Lục Băng Hà, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi chủ động hay không? Tuyền Cơ chân nhân bị Ngưng Nhi chất vấn như vậy, sắc mặt có chút đỏ bừng, cau mày trả lời, ta bị Dạ Kinh Đường khi dễ, ngươi chỉ trích ta ở sau lưng thông đồng với nam nhân của ngươi. Nếu không thì sao? Ta còn phải cảm ơn ngươi đã giúp ta chăm sóc Dạ Kinh Đường. Ngươi chăm sóc hắn như vậy à? Tuyền Cơ chân nhân thấy Ngưng Nhi hù không dễ lừa, cũng không giả vờ được nữa, quay đầu tựa vào đầu giường, cầm lấy hồ lô rượu trên bàn trang điểm, cũng không cần cảm ơn ta, hẳn là như vậy. Phải không? Lông mày Lạc Ngưng dựng lên, nàng xoay người đè Tuyền Cơ chân nhân xuống, hai tay chắp sau lưng, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện như vậy? Tĩnh Vương là đồ đệ của ngươi, ngươi. Tuyền Cơ chân nhân nằm sấp trên gối, quay đầu lại nói, ngươi còn bội bạc Tiết Bạch Cẩm kìa, dù thế nào ta cũng là người đợi gả. Tiết Bạch Cẩm là nữ, ta và nàng chỉ diễn trò mà thôi, sao nàng có thể so với ngươi? Ngươi thật sự chuẩn bị tinh thần sư đồ cùng hầu hạ một phu quân? Hay là chuẩn bị để cho nữ vương gia biết khó mà lui? Đây là lần đầu tiên Tuyền Cơ chân nhân biết Tiết Bạch Cẩm là nữ nhân, trong lòng nàng tràn đầy kinh ngạc nhưng lại có chút nhẹ nhõm. Chẳng trách Ngưng Nhi thanh thuần cương liệt từ nhỏ lại làm ra chuyện ngoại tình với nam nhân, thì ra vấn đề xảy ra ở chỗ này. Đối mặt với lời hỏi tội của Ngưng Nhi, Tuyền Cơ chân nhân cũng không xấu hổ, chỉ dán hai má xuống gối, hỏi, Vân Ly thì sao? Biểu cảm của Lạc Ngưng hơi cứng đờ, đáy mắt rõ ràng có thêm vài phần né tránh, hơi trầm mặc mới nói, Vân Ly còn nhỏ, lại không quan hệ với Dạ Kinh Đường. Tuyền Cơ chân nhân nhẹ giọng thở dài, đồ ngốc. Vân Ly tình đậu sơ khai, tuổi tác tương đương môn đăng hộ đối với Dạ Kinh Đường, không quan hệ thì trưởng bối cũng nên tác hợp. Ta thích chính là thích, sẽ không cắt đứt tình cảm trong lòng, càng không vì bản thân đi chặt đứt nhân duyên của Đồ Nhi, cùng lắm bị thế tục mắng vài câu, ta nhận. Ngươi như vậy cũng không giống sư nương tốt, Vân Ly sau này sẽ hận ngươi. Ngươi nói bậy cái gì thế? Lạc Ngưng hiển nhiên bị chạm đến thứ không muốn đối mặt nhất trong lòng đâm ra xúc động, dùng sức ấn thủy thủy, ngươi là ngươi, ta là ta sẽ không để ta và Vân Ly chung phù. Sau này nếu Vân Ly thật sự động tình riêng, ta sẽ xóa sạch quan hệ với Dạ Kinh Đường. Ý ngươi là chặt đứt tơ tình, an tâm làm nhạc mẫu đại nhân. Quan hệ có thể đoạn tuyệt, nam nữ chi hoan, nhạc mẫu đại nhân ngươi cũng có thể coi như chưa từng xảy ra. Phải, Lạc Ngưng bị nói đến đỏ mặt tía tai cũng không có cách nào cãi lại, xấu hổ khó tả, vành mắt đỏ lên. Tuyền Cơ chân nhân nghiêng người, tay chống nghiêng mặt, khẽ thở dài nói, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu. Thích thì thích, sai không phải là ngươi và ta mà do Nguyệt Lão trên trời kéo sợi tơ hông xe duyên lộn xộn. Trong lòng có khúc mắc, mắng Nguyệt Lão vài câu chút giận là được, tại sao lại khiến bản thân khó chịu vì những điều không thể tránh khỏi này. Trước khi Lạc Ngưng gặp Bạch Cẩm đều là được Thủy Nhi chiếu cố, nàng rời khỏi đạo quán không từ mà biệt vì mối huyết hải thâm thù. Thủy Nhi sợ nàng chịu ủy khuất còn đơn thương độc mã giết tới Nam Tiêu Sơn, hỏi nàng có phải thật sự thích Tiết Bạch Cẩm hay không. Sau khi nàng gật đầu thì cắt đứt liên lạc, đáy lòng nàng kỳ thật vẫn cảm thấy mắc nợ. Hiện giờ lại gặp nhau, nếu có thể tiếp tục làm tỉ muội bầu bạn đến già mà nói, Lạc Ngưng thực sự cũng không phản đối. Trước đó nàng thậm chí còn suy đoán Thủy Thủy chuyện gì cũng làm được, có thể gần vua được ban lộc, liệu có phát sinh cái gì với Dạ Kinh Đường hay không. Giờ nghe được những lời này, đáy lòng Lạc Ngưng cũng không tức giận như vậy mà càng quan tâm đến những gì Thủy Nhi nói cuối cùng, sau này nàng và Vân Ly nên làm gì. Nếu nàng rời đi, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn, bừa bộn và có thể còn khó xử hơn. Nghĩ thoáng giống Thủy Nhi, thản nhiên tiếp nhận, Bạch Cẩm còn không treo nàng lên đánh.
Lạc Ngưng càng nghĩ càng cảm thấy lòng như lửa đốt, không có chỗ phát tiết liền giơ tay lên đánh xuống mặt trăng uyển chuyển của Thủy Nhi. Bộp, âm thanh tương đối thanh thúy, xuống tay rất nặng. Tuyền Cơ chân nhân vừa cầm lấy hồ lô rượu, thấy vậy hơi nhướng mày, muốn đánh thì đánh vài cái, dù sao ta cũng sẽ không đi, muốn đi ngươi đi đi. Với cả Dạ Kinh Đường sao còn chưa trở về? Tối nay chúng ta cùng nhau trò chuyện được không? Lạc Ngưng trong lòng dâng trào cảm xúc lẫn lộn, nghe được những lời lẽ thái quá này, mặt lộ ra vẻ khó có thể tin được, ngươi có biết xấu hổ hay không? Vừa vào cửa đã muốn cùng nhau. Dạn, chương 1156, không tới mức vậy chứ. Tuyền Cơ chân nhân mờ mịt, sau đó phản ứng lại, ánh mắt cũng tràn đầy ngoài ý muốn, ta chỉ nói cùng nhau tán gẫu, ngươi chuẩn bị cùng nhau cái gì? Loại chuyện này e là có hơi. Lạc Ngưng há hốc mồm, giơ tay lên vỗ một cái sau đó coi như không có việc gì phát sinh, đứng dậy lạnh như băng bỏ ra ngoài, ta đi xem Tam Nương một chút. Bà Nương này thật là, để nàng chăm sóc Dạ Kinh Đường, ngay cả nam nhân cũng không trông được. Tuyền Cơ chân nhân tựa vào đầu giường nhấp rượu, nhìn theo Ngưng Nhi rời đi làm vẻ phong khinh vân đạm nhưng chờ Ngưng Nhi ra cửa. Nàng vẫn ngồi dậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhíu mày lộ ra sắc mặt phức tạp. Ai cũng có thể bình tĩnh không sợ hãi mà nói ra, nhưng trong lòng Tuyền Cơ chân nhân sao thật sự không thèm để ý đến quan điểm của hai đồ đệ. Nếu không do dự, nàng đã sớm công khai quan hệ ở Kinh Thành. Ngọc Hổ ngược lại dễ nói, là nữ đế đương triều, căn bản không bị quy tắc thế tục hạn chế, cho dù thật sự là sư phụ. Được coi trọng cũng phải ngoan ngoãn đi Trường Nhạc Cung hầu hạ, đừng nói sư tôn như nàng, cả triều đình đại ngụy cũng không dám nói thêm nửa chữ. Ngọc Hổ biết việc này, nặng nhất đơn thuần là trục xuất nàng ra khỏi môn hộ, để nàng thuận thế gả cho Dạ Kinh Đường làm thiếp, nhẹ mà nói, để nàng tự đi con đường của mình, muốn làm gì thì làm. Mà Ly Nhân, người Ly Nhân sợ nhất chính là tỷ tỷ, những người khác vào cửa đơn giản là trong nhà có nhiều đôi đũa, theo lệ gọi một tiếng tỷ tỷ là được, khí độ chính thất đàng hoàng. Nhưng sư tôn của nàng cũng chạy vào cửa gọi nàng là tỷ tỷ, da mặt sợ quá dày. Ai già? Tuyền Cơ chân nhân suy nghĩ một lát, cảm thấy mình đúng là phàm phu tục tử, vẫn nhìn không thấu, nếu là chân tiên nhân, làm sao có thể đắn đo trước những cái này. Dạ Kinh Đường rời khỏi khách viện, mở cây dù giấy ra, đưa mắt nhìn về phía màn đêm mưa gió mờ mịt. Hắn đang suy nghĩ nên đi đâu để tìm Ngưng Nhi và Bình Thiên giáo chủ thì chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh kích động bên cạnh. Đảo mắt nhìn có thể thấy rõ ràng là chim chim bay tới từ phía sau phủ quốc công. Nó chui thẳng vào cây dù đậu trên vai hắn sau đó bắt đầu lắc đầu rũ lông, xoạt xoạt xoạt. Này! Dạ Kinh Đường đưa tay lên ngăn các giọt nước bắn tung tóe, ánh mắt hơi có vẻ cam chịu, chạy đi đâu chơi vậy? Đã ăn cơm chưa? Chít chít! Chim chim dương cánh khoa tay múa chân tỏ ý buổi chiều ăn heo sữa nướng, rồi sau đó thuận tiện dùng đầu đẩy mặt Dạ Kinh Đường bảo hắn lui về phía sau. Từ sau khi lên thuyền đến Kinh Thành, Dạ Kinh Đường chưa từng ở riêng một mình với Thái Hậu. Ngay cả lúc đến Giang Châu cũng không thấy mặt mũi đâu, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy nhớ nhung, thấy chim chim qua đây gọi người. Hắn phỏng đoán Thái Hậu cũng đang chờ đợi sốt ruột, lập tức xoay người đi về phía sau phủ quốc công, Thái Hậu nương nương đang ở đâu. Chít chít, phủ quốc công của Tần gia rất lớn, sợ rằng chỉ riêng gia đình và nha hoàn cũng đã lên đến mấy trăm người. Đối diện với Đông Hồ là nơi ở của gia chủ, Thái Hậu nương nương nghỉ ngơi trong Tú Lâu, nơi nàng lớn lên. Mặc dù gọi là Tú Lâu nhưng Thái Hậu là khuê nữ duy nhất của Tần Tương Như, là viên ngọc quý trên tay Tần gia, đương nhiên nơi ở không đơn thuần là một tòa tiểu lâu như vậy. Dạ Kinh Đường đi tới gần Tú Lâu, có thể nhìn thấy cả một khu đình viện. Bên trong có vườn hoa, đình nghỉ nằm giữa hồ nước, cũng có thể nhìn thấy phong cảnh sông nước như hòn non bộ, cầu đá. Trung tâm là một tiểu lâu hai tầng, lâu một là đài ngắm cảnh đối diện hồ nước, còn bố trí thêm xích đu, ngựa gỗ các thứ. Xem ra bố cục còn lớn hơn một chút so với cung điện của hai tỷ muội ngây ngốc. Để phục vụ Thái Hậu thật tốt, theo lý các cung nữ ở Phúc Thọ Cung cũng đi theo, còn có thể thấy ám vệ Dương Lan đang xách đao nói chuyện phiếm với một nữ quan trên hành lang. Dạ Kinh Đường cũng không muốn nghe lén nữ tắc người ta nói chuyện riêng. Hắn lặng lẽ rời tầm mắt, đi tới bên ngoài tiểu lâu hai tầng, vừa đến gần đã nghe được cuộc trò chuyện từ bên trong vọng ra, Dạ Kinh Đường ra câu đối thật lợi hại. Phụ thân khen suốt từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, còn chuẩn bị làm một khối thạch trang trí khắc thêm mấy câu đối khác bày ở trước cửa để hương thân đi qua đi lại học hỏi. Sợ là cái này không làm được,
Ngô Quốc Công cực kỳ nhỏ mọn, lão gia dám khoe khoang như vậy, nhất định Ngô Quốc Công sẽ phái người lén lút ném phân vào cửa. À, không đến mức như vậy chứ. Sao lại không đến mức đó? Nghe các lão nhân trong nhà nói, trước kia lão gia nhìn thấy Ngô Quốc Công trồng cây phát tài lập tức trở về trồng một cây, còn cao hơn 2 thước so với cây của Ngô Quốc Công. Mỗi lần có khách đến thăm đều dẫn đi xem, sau khi Ngô Quốc Công biết được, không biết tốn hết bao nhiêu bạc thuê cao thủ trên giang hồ dốc sức lẻn vào phủ Quốc Công, tưới cho cây phát tài một chậu nước sôi. Chậc chậc. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1157, Nhạc Phụ. Dạ Kinh Đường nghe kể chuyện, dưới đáy mắt hiện vẻ buồn cười. Khi từ dưới mái hiên đi về phía cửa, ngang qua cửa sổ, hắn thuận tiện theo khe cửa liếc vào bên trong. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, sương trắng bay lất phất, nhìn rất là ấm áp. Giữa phòng đặt một thùng nước tắm có hoa văn hình chim nhạn. Hồng Ngọc mặc y phục cung nữ, tay cầm khăn lông đứng sau lưng Thái hậu nương nương nhẹ nhàng lau chùi. Dung mạo Thái hậu nương nương xinh đẹp, làn da trắng nõn. Nàng đang ở bên cạnh cái giá treo quần áo, giang hai cánh tay, nhìn như vừa tắm rửa xong, đường cong đẫy đà vẫn còn đọng vài giọt nước. Thái hậu nương nương là nữ tử Giang Châu, vóc người tương đối nhỏ nhắn nhưng không hề gầy nhom. Bên dưới bờ vai trắng hồng chính là viên tròn với độ cong hoàn mỹ, đỏ bừng như anh đào, còn vương giọt nước, nhìn vô cùng hấp dẫn. Lưng và bụng bằng phẳng hợp lại thành một, lui xuống chút lại tách ra một lần nữa biến thành trăng tròn màu trắng như tuyết căng tràn. Hai chân trụm lại không thấy được bất kỳ kẽ hở nào, từ trên xuống dưới để lộ ra sự săn chắc và mềm mại. Đột nhiên bước chân Dạ Kinh Đường ngừng một lát, quả thật không ngờ trong phòng sẽ thấy cảnh này. Nhận ra bản thân không đúng nên nhanh chóng rời ánh mắt sang chỗ khác. Chim chim đậu trên bờ vai, đột nhiên nhìn thấy Đường Đường lộ ra dáng vẻ có tật giật mình, có chút mờ mịt quay đầu. Nó cũng muốn nhìn vào trong phòng một chút, kết quả lại bị một bàn tay trực tiếp che đầu lại, không khỏi đập cánh, chít chít. Âm thanh vừa phát ra, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Dạ Kinh Đường cố gắng chấn định bản thân đi tới trước cửa, đưa tay gõ nhẹ, cốc cốc. Thái hậu nương nương. Trong phòng lập tức vang lên âm thanh huyên náo, tay chân luống cuống, còn có tiếng xì xào bàn tán của hai người, Dạ công tử sẽ không nhìn lén ở cửa sổ chứ. Nói bậy cái gì đó, Dạ Kinh Đường không phải loại người như vậy. Và lại ngươi mặc xiêm y còn sợ cái gì? Nô tì mặc, nhưng nương nương không có mặc. Ngươi im miệng. Dạ Kinh Đường đứng trước cửa đợi một lúc thì có tiếng bước chân tiến đến gần, tiếp đó cửa phòng được mở ra từ bên trong. Người mở cửa là Hồng Ngọc mặc y phục cung nữ, đáy mắt rõ ràng mang theo vài tia nghi ngờ. Sau khi nhìn hắn một cái thì lập tức cúi người thi lễ. Dạ công tử, người đến đây từ lúc nào? Mới tới. Thái hậu nương nương ở bên trong. Ở đây. Hồng Ngọc nói hai câu thì tự giác ôm lấy con chim ăn mày chạy đến phòng bên cạnh lấy thức ăn cho nó ăn. Dạ Kinh Đường đứng ở cửa dõi mắt nhìn theo, đến khi Hồng Ngọc chạy vào phòng mới ho nhẹ một tiếng đi vào trong. Phía sau cửa phòng là gian ngoài, Thái hậu nương nương đã ra khỏi phòng tắm, mặc thường phục màu đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn trên bàn trà. Vẻ mặt đoan trang nhã nhặn giống như lúc buông rèm nhiếp chính nhưng đáy mắt lại mang theo 3 phần thẹn thùng xấu hổ. Dạ Kinh Đường vừa vào cửa thì lập tức mở miệng, đóng cửa lại. Dạ Kinh Đường quay đầu đóng cửa, kết quả còn chưa kịp quay lại đã nghe có tiếng bước chân từ phía sau chạy tới, sau đó có cú đấm nhỏ nện xuống lưng. Dạ Kinh Đường, ngươi càng ngày càng càn rỡ. Hồng Ngọc ở đây, sao ngươi dám nhìn lén bổn cung tắm? Dạ Kinh Đường ngoảnh đầu lại, nơi này chỉ có hai người nên hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Đưa tay lên nhéo khuôn mặt trắng nõn non mềm đáp, ta không nhìn lén, chỉ tình cờ đi ngang qua thuận tiện liếc nhìn chút thôi. Đây còn không phải là nhìn lén. Thái hậu nương nương bắt lấy cổ tay Dạ Kinh Đường, nghiêm túc nói, ngươi đã trông thấy cái gì? Dạ Kinh Đường cảm thấy lời này nghe thật quen tai. Dìu Thái hậu nương nương đi tới bàn trà bên cạnh giường ngồi xuống, châm trà, ta cũng không thấy cái gì. Uống ly trà cho bớt giận, chỉ là vô tình thôi. Thái hậu nương nương có cảm giác từ đầu đến chân đều đã bị Dạ Kinh Đường nhìn sạch sẽ, gò má nóng rực. Nhưng mà sờ cũng đã sờ, nhìn một chút cũng không tính là chuyện gì lớn. Vì thế Thái hậu nương nương cũng không tiếp tục hưng sư vấn tội, chẳng qua là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hừ nhẹ, hôm qua ngươi giải vây cho phụ thân. Vốn bổn cung còn định cảm ơn ngươi, nhưng nếu ngươi đã tự mình nhận lấy phần thưởng, chuyện này thôi vậy.
Dạ Kinh Đường lắc đầu cười một tiếng, tốt xấu gì Tân Quốc Công cũng coi như là nhạc phụ của ta. Người bị người khác gièm pha, ta mở miệng lên tiếng bảo vệ là chuyện đương nhiên. Không mở miệng mới thật sự có lỗi với Thái hậu nương nương, sao có thể bảo nương nương cảm ơn được. Nhạc phụ, Thái hậu nương nương nghe từ này, trong lòng cảm giác có chút không đúng. Tuy nàng ấy rất muốn quang minh chính đại gả cho Dạ Kinh Đường, nhưng thân là Thái hậu một nước, nhi nữ Tần gia, nuôi Dạ Kinh Đường như một tiểu tình lang thì có thể. Còn muốn quang minh chính đại gả vào Dạ gia là chuyện khó hơn lên trời. Chương 1158, ăn rất ngon sao? Thấy Dạ Kinh Đường đối đãi với phụ thân nàng giống nhạc phụ, Thái hậu nương nương lặng lẽ thở dài, nghiêng đầu tựa vào bả vai hắn. Nhiều nhất thì bổn cung với ngươi cũng chỉ có thể tới bước này, ngươi gọi nhạc phụ nhưng phụ mẫu ta không thể nào biết được tâm ý của ngươi. Ai nha? Thật ra phụ thân ta thương yêu đau lòng vì ta nhất, nếu như năm đó có lựa chọn khác, chắc chắn người sẽ không đưa ta đến kinh thành làm hoàng hậu. Nhưng Tần gia nắm giữ binh quyền, lại không có quan hệ thân thích với hoàng tộc. Lúc ấy có tin đồn trưởng tử của hoàng đế cai quản đất nước, có ý đồ thu thập binh quyền. Việc đầu tiên hắn làm sau khi lên ngôi chắc chắn là xử lý Tân gia và Vương gia ở Nhai Châu. Hai nhà Tần Vương rất có vị thế trong quân ngũ, không có binh quyền nhất định sẽ không có kết cục tốt. Phụ thân ta vì để vượt qua cửa ải khó khăn này chỉ có thể đưa ta đến kinh thành, nghĩ rằng sau khi trưởng tử của hoàng đế lên ngôi, ta có thể dùng thân phận thái hậu giữ lại Tần gia, nhưng chưa từng nghĩ tới việc tiên đế sẽ băng hà giữa chừng. Dạ Kinh Đường cũng có thể nhìn ra Tân Quốc Công không phải là hạng người dã tâm bừng bừng, nghe Thái hậu nương nương nói những điều này. Hắn giơ tay lên ôm bả vai nàng, chuyện sau này giao cho ta xử lý, nương nương cứ vui vẻ sống qua ngày, có nguyện vọng gì cứ nói với ta. Ta đã nói sẽ dẫn nương nương về Giang Châu thăm người thân, lúc này mới qua nửa tháng đã ngồi ở nhà, không lừa gạt nương nương chứ. Thái hậu nương nương cảm thấy Dạ Kinh Đường làm việc quả thật rất thần tốc, mặc dù không hiểu tại sao nữ đế lại đi theo khiến cho nàng không thể ôm ấp tên hộ vệ biến thái này cả ngày. Nhưng có thể trở về thăm quê hương một thời gian đã là chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng nàng vẫn vô cùng vui vẻ, lập tức ngẩng mặt lên, ngươi có lòng là được, kỳ thực ta cũng không có quá nhiều nguyện vọng, coi như không thể công khai xuất giá, sau này thì học trong sách. Đột nhiên bổn cung không còn nữa, ngươi lại đến mộ đào bổn cung lên, đừng nói những thứ xui xẻo này. Dạ Kinh Đường cúi đầu hôn lên môi, chặn lời nói lại, tay cũng tự giác đưa vào trong vòng ngực ấm áp. Kết quả sờ một cái mới phát hiện, vừa rồi Thái hậu nương nương gấp gáp mặc y phục nên chỉ mặc y phục bên ngoài, bên trong lại trống rỗng, còn có chút ẩm ướt. Thái hậu nương nương cũng giật mình, sắc mặt đỏ lên nhưng lại không tránh né. Chẳng qua là dựa vào bờ vai hắn thấp giọng nói, ta chỉ cho ngươi làm ấm tay một chút, ngươi chớ được voi đòi tiên. Chuyện nhìn lén vừa rồi ta còn chưa nói ngươi đâu. Dạ Kinh Đường thấy báu vật sưởi ấm tay không phản kháng, dĩ nhiên là ngựa quen đường cũ, lặng lẽ vén cổ áo màu đỏ nhạt, lấy gò bồng bên trái ra. Bốp! Thái hậu nương nương không kịp đề phòng, vội vàng giơ tay lên che lại, hơi nổi nóng. Dạ Kinh Đường, tại sao ngươi lại như vậy? Bổn cung nói chỉ cho ngươi làm ấm tay. Ta chỉ nhìn một chút, ngoan, đừng nhúc nhích. Dạ Kinh Đường nắm cổ tay nàng ấy nhẹ nhàng kéo ra, dựa theo ánh nến cẩn thận thưởng thức. Thái hậu nương nương chưa từng trải qua loại tình huống túng quấn này, sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy toàn thân cũng nóng hừng hực. Nàng cắn môi dưới nghiêng đầu nhìn về ánh nến, yên lặng chịu đựng. Nếu hơi mờ ảo một chút, có lẽ là sợ co rút khó coi, còn hơi thẳng người thì dáng vẻ tự nhiên chút. Nhưng Thái hậu nương nương vẫn xem thường cái nết được voi đòi tiên của tên hộ vệ biến thái này. Nàng mới vừa thích ứng được một chút lập tức phát hiện Dạ Kinh Đường bên cạnh hơi cúi đầu. A, à, không thể nói rõ được cảm xúc truyền tới là gì, thân thể Thái hậu nương nương run một cái, chân cũng duỗi ra. Muốn đẩy đầu Dạ Kinh Đường ra nhưng không đẩy được, chỉ có thể vô lực đánh lên hai bả vai, giọng kìm nén, bình thường Dạ Kinh Đường ngươi tốt như vậy, tại sao lại lén lút làm thế? Bổn cung hối hận rồi, ngươi có tin hay không? Dạ Kinh Đường là loại người không thể kiềm chế được. Thấy mình bắt nạt Thái hậu nương nương hơi quá bèn ngậm miệng ngẩng đầu lên, đè lại ý nghĩ xấu xa trong lòng, sửa sang lại vạt áo, chỉ đùa một chút thôi. Ngươi bảo cái này gọi là đùa. Thái hậu nương nương đều sắp bị ngậm cho mềm nhũn, nàng ôm ngực, kìm nén hết nửa ngày mới đè xuống ý nghĩ đen tối. Tỏ vẻ giận dỗi hỏi, ngươi cũng không phải là con nít miệng còn hôi sữa, sao có thể như vậy? Ăn rất ngon sao? Mắt Dạ Kinh Đường nháy một cái, gật đầu ừ một tiếng,
sau đó còn bổ sung, không tin người nếm thử một chút. Thái hậu nương nương bĩu môi không ý kiến nhưng lời giải thích xấu hổ như vậy, sao nàng ấy có thể tiếp nhận? Nàng vội vàng ngậm miệng nghiêng đầu tránh né, Dạ Kinh Đường, ngươi cản rỡ. Ô, hai người cứ cãi nhau âm ỉ như vậy, cũng không biết đã náo loạn bao lâu. Trong lúc Dạ Kinh Đường vui vẻ chịu đựng bị Thái hậu nương nương bắt nạt không dám lên tiếng. Bỗng nhiên trong tâm thức lóe lên một cái cảm giác tình huống bên ngoài có gì đó không đúng. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1159, Tâm sự. Vù vù, tí tách, mưa gió vỗ vào cửa sổ, che đi tất cả hơi thở bên ngoài, nhìn giống đêm mưa yên ả như thường. Dạ Kinh Đường có thể cảm giác được những chi tiết nhỏ mà người thường không có cách nào chú ý tới. Ví như bên ngoài mưa gió lay động, như bức rèm bị gió thổi bay phấp phới, mà nguồn gốc của sóng gió hình như ở rất xa bờ sông. Mặt Thái hậu nương nương đỏ như máu, đang uốn tới ẹo lui bảo Dạ Kinh Đường không được làm bậy lại đột nhiên phát hiện Dạ Kinh Đường ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Hiện ra sắc mặt lạnh lùng khiến người khác chỉ cần liếc mắt nhìn thì khó mà quên được, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi sao vậy? Không có gì, ta ra ngoài xem một chút, nương nương mau đi nghỉ ngơi sớm. Hả? Ầm ầm. Mưa rơi lớn dần, một tia sấm sét xuyên qua giữa đám mây đen phút chốc chiếu sáng trời đất mênh mông. Trên bến tàu ngoài thành Giang Châu, nước mưa rửa trôi mọi dấu vết xe ngựa lưu lại lúc ban ngày. Nước bẩn lan tràn khỏi mương tụ lại thành dòng suối nhỏ, lá cờ của quán rượu bị thấm ướt tung bay mạnh mẽ trong gió. Bên trong tửu lâu thỉnh thoảng có thể nghe được lời nói hùng hùng hổ hổ của vài lữ khách giang hồ, cái thời tiết quỷ quái này, sao bỗng nhiên lại mưa lớn như vậy chứ? Trong trà lầu, lão trưởng quỹ lớn tuổi đang đun nước nóng trên bếp lò, tán dóc với khách giang hồ chú mưa dưới mái hiên câu được câu mất, đêm đã khuya rồi, sao tráng sĩ uống trà một mình ở đây vậy? Đợi người sao? Thê tử đi theo người khác, không ngủ được. Hả? Đúng vậy. Giang hồ chính là người đến người đi, không để lối về, gặp nhau đều là khách qua đường. Thay vì nhớ mong thứ đã từng, không bằng mong đợi tương lai. Chỉ cần không ngừng tiến về phía trước luôn có thể gặp được nữ nhân xinh đẹp hơn hoặc là bằng hữu tri kỷ. Thoạt nhìn lão trưởng quỹ là người từng trải, cũng đã từng trải nghiệm giang hồ sao. Thân ở trên bến tàu với ở trong giang hồ, chẳng qua chỉ khác ngươi nhìn sông núi bốn biển, ta nhìn khách khứa bốn biển mà thôi. Ha ha! Mưa gió đùng đùng nhưng phía dưới mái hiên vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tiết Bạch Cẩm đã thay xiêm y xong, đầu đội nón lá ngồi trước bàn, gỡ mặt nạ xuống, gương mặt ẩn khuất trong bóng tối, bưng một chén trà xanh nhấm nháp, ánh mắt quan sát lão trưởng quỹ trong quán trà. Nhìn tuổi tác lão trưởng quỹ khoảng tầm 60 trở lên, hai bên tóc mai đã có màu muối tiêu, ánh mắt cũng mơ màng. Không có chỗ nào đặc biệt, có vẻ đã cắm rễ ở bến tàu rất lâu. Tiết Bạch Cẩm luôn có cảm giác lão trưởng quỹ này không giống như vẻ bề ngoài, tựa như Hoàng Tuyền bên bờ Vân Mộng Trạch vậy. Bên ngoài nhìn giống một người dân bình thường, thực ra tất cả đều là người đã mai danh ẩn tích trên giang hồ. Có người bị ái tình làm tổn thương, có người đã nhìn thấu thế sự. Không nhất thiết phải có nhiều cao thủ nhưng đối với những người vẫn còn hành tẩu trên giang hồ mà nói, đều được gọi là cao nhân. Tiết Bạch Cẩm đã đi lại trong giang hồ rất lâu, từ một nữ hiệp nhỏ bé còn non nớt trở thành người đứng đầu giang hồ chân sơn, vốn cảm thấy bởi vì bản thân vô địch mà cô đơn, không ai sánh vai. Nhưng sau chuyến đi này, tâm tình Tiết Bạch Cẩm lại phát sinh biến hóa. Nàng cảm thấy có lẽ giang hồ chỉ là một ao cá nhỏ. Con rồng lớn chân chính đều ở giữa phố phường sơn dã, mà giữa trời đất mênh mông này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu con rồng, đến loại cảnh giới nào, nàng hoàn toàn không đoán ra được. Tôn Vô Cực từng nói với Dạ Kinh Đường, người khác đặt chân lên đỉnh núi là điểm cuối, còn đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ mới vừa bắt đầu. Những lời này Phụng Quan Thành cũng từng nói với Tiết Bạch Cẩm, lúc đầu nàng không hiểu, nhưng bây giờ coi như đã lần mò được chút đạo lý. Dưới núi là võ đạo, trên núi có thể đã không quan tâm tới chữ vỡ, chỉ còn lại chữ đạo. Sức người là có hạn, nhưng hiển nhiên thiên đạo là vô hạn. Ba vị tiên trên núi đối với giang hồ thế tục mà nói đã là thân tiên sống. Nhưng ở trong mắt bọn họ có thể chỉ là người tiên phong mới vừa tiếp xúc với bề ngoài của đất trời mà thôi. Biết đất trời mênh mông nên trong lòng những người này vô cùng kính sợ, sẽ không mạo muội vượt lên chúng sinh. Cũng vì thấy đạo lý không bờ bến nên họ không màng thế sự ẩn cư sơn dã,
cũng không có hứng thú quan tâm chuyện đúng sai của giang hồ Chân Sơn. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là suy nghĩ riêng của Tiết Bạch Cẩm, dẫu sao phong cảnh trên trời ra sao, chỉ có người đứng phía trên mới biết. Người giang hồ dùng trí tưởng tượng để đoán cũng chỉ suy đoán có phải hoàng đế dùng cái cuốc bằng vàng để cuốc đất hay không mà thôi. Rào rào. Tiết Bạch Cẩm tự rót cho mình một chén trà, thầm nghĩ về lão trưởng quán tâm thường này, rốt cuộc ông ta là một cao thủ ẩn thế hay chỉ là một người bình thường bị tổn thương vì tình. Trong lúc đang suy tư thì tai nàng ấy chợt động đậy, nhìn về mái hiên ở lối vào bến tàu. Ngoài trời rất tối, mưa gió đang gào thét bên ngoài không thể nhìn thấy gì trên đường. Nhưng nàng có thể cảm nhận được có một chiếc ô giấy đang di chuyển chậm rãi từ bờ sông đến đây. Chậm chậm. Chương 1160, ý của ngươi là gì? Khi tia sét lóe lên, một người vận hồng y xuất hiện ở cổng chợ. Mỹ nhân mặc hồng y cầm một chiếc ô đỏ đứng trên phố bến tàu cũ, lộ ra vẻ đẹp gần như kinh diễm. Trong giây phút đó, mọi thứ xung quanh dường như mất đi màu sắc của nó, ngay cả chú chó hoang đang nằm bên đường cũng phải ngẩng đầu. Có vẻ như nó cũng biết tiêu điểm của thế giới lúc này là gì. Ừng ực. Ấm trà trong quán đang bốc hơi nghi ngút, nắp ấm phát ra từng tiếng lạch cạch nhưng bên ngoài quán trà lại rất yên tĩnh. Tiết Bạch Cẩm hơi vươn đôi tay ngọc ngà, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã biến mất trong màn đêm một lần nữa, hơi nâng tay lên ý chỉ chỗ ngồi đối diện bàn trà. Người từ xa bước từng bước đến gần, mỹ nhân hồng y chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Đặt gói vải màu đèn xuống dưới mái hiên phát ra âm thanh lạo xạo như tiếng ma sát của kim loại rồi từ từ câm chiếc dù giấy rời đi. Lão trưởng quán trà ngẩng đầu nhìn mỹ nhân hồng y xinh đẹp đến độ khiến mọi vật mất đi ánh sáng này. Có cảm giác như nàng ấy không phải một tức phụ đang bỏ trốn theo người khác mà giống như đang tìm rắc rối hơn. Có vẻ như là một lão giang hồ, hắn ta không nói gì, chỉ đứng dậy và đi tới hậu viện, tránh cho những người khác vô tình bị ngộ thương. Nữ đế tựa chiếc dù giấy vào hàng rào, dùng tay vuốt nhẹ phần tà váy phía sau rồi ưu nhã ngồi vào phía đối diện của bàn trà. Giơ tay lật úp chén trà lại, đừng khẩn trương, ta không có ác ý gì cả. Tiết Bạch Cẩm thân là người đứng đầu của giang hồ trong thiên hạ, lúc nghe được những lời này hẳn nên cười một cái. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mà mình chưa từng trải qua trước đây trên người của nữ nhân này. Sau một hồi suy nghĩ, nàng ấy khàn giọng hỏi, các hạ là ai? Nữ đế ngồi khá nhàn nhã, lúc nãy mới vừa gặp được Tiết cô nương trên phố, nhanh như vậy mà cô nương đã không nhận ra ta rồi sao? Dưới lớp mặt nạ, Tiết Bạch Cẩm hơi nhíu mày, sau khi phản ứng lại, người này chính là thị thiếp quyến rũ xinh đẹp ở bên cạnh Dạ Kinh Đường. Người có khí chất kinh diễm như vậy chắc chắn không phải là một thị thiếp bình thường, ngay cả võ tướng cũng không thể có được khí thế như vậy. Hơn nữa, nàng cũng quen biết với những người có chức vị cao hơn mình, có thể thấy được người trước mắt nàng hoặc là một cao thủ ẩn thế, hoặc là nữ đế bí ẩn ở trong hoàng thành. Nếu kết hợp với việc nàng ở bên cạnh Dạ Kinh Đường, thì vế đằng sau rõ ràng là có khả năng hơn. Tiết Bạch Cẩm đoán được thân phận của nữ tử hồng y thì lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại khôi phục dáng vẻ nữ hiệp cao lãnh của mình. Bản lĩnh của các hạ rất lớn đó, biết rõ thân phận của ta vậy mà lại dám một mình đến đây. Nếu đưa Dạ Kinh Đường đi theo, chỉ sợ hắn sẽ mềm lòng mà cầu tình thay ngươi. Nữ đế bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy hơi nóng nên lại đặt xuống sau đó cầm lấy gói vải màu đen ở bên cạnh đặt lên bàn trà rồi mở nó ra. Để lộ bên trong là hai thanh giản màu vàng sậm, ngươi biết thứ này là gì không? Tiết Bạch Cẩm đương nhiên biết được, thần binh trấn quốc của hoàng tộc Đại Yến, hai thanh giản này của nàng được luyện ra từ kỹ thuật của Đại Yến. Nhưng mà đôi thần giản này được đặt trong ngọa thất của nữ đế, không một ai dám động đến nó, nàng chỉ có thể sử dụng hàn thiết để làm ra một đôi giản cho mình dùng. Ý của các hạ là gì? Đưa cho ngươi. Nữ đế đẩy hai thanh giản về phía trước. Thiên hạ này của trẫm kể cả là chư vương hay là bắc lương cũng không thể chạm tay vào nó. Một bình thiên giáo nhỏ bé không thể mang đến cho ngươi cơ hội thành công. Nếu ngươi có được đôi giản này dùng nó để cống hiến sức mình cho võ đạo thì trẫm sẽ thay ngươi chăm sóc cho bá tánh ở Nam Tiêu Sơn. Ngày tháng sau này của họ sẽ trở nên tốt hơn, ngươi sẽ có cơ hội bước đến chỗ cao hơn. Dạ Kinh Đường cũng không cần phải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chuyện này đối với mọi người đều là vẹn cả đôi đường. Tiết Bạch Cẩm liếc nhìn đôi giản sau đó lại nhìn về phía nữ đế đối diện. Ta là thế hệ thứ 14 của Tiết gia, bao đời qua đều thay Đại Yến trấn thủ trấn Nam Quan. Ta cũng đã trải qua những chuyện phản tặc bạo loạn, gian thần xúi dục, phản quân diệt quốc, tân triều đàn áp.
cho đến nay vẫn chưa hề gục ngã. Ta có thể vì bá tánh trong thiên hạ mà không làm phản, nhưng chuyện phản bội cựu chủ, quy phục tân triều thì hoàn toàn không làm được. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, trẫm coi trọng tài năng của ngươi, cũng nhớ đến sự trung liệt của toàn tộc Tiết gia, nên mới trực tiếp đến đây nói với ngươi một câu. Ngươi nghĩ rằng trẫm đây là đang thương lượng với ngươi sao? Các bạn vừa nghe xong tập 116 của bộ truyện Nữ hiệp chậm đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.